kiện công nghệ mà chưa biết tìm ở đâu? Truy cập ngay phần mô tả kênh bên dưới để nhận hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh gà công nghệ của mình. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để mà các bạn tải, cài đặt và các bạn sử dụng cái ứng dụng đó là Google Meet ở trên điện thoại nha. Ok, thì để làm được điều này các bạn hãy vào cái cửa hàng CH Play của bạn đối với những bạn xài điện thoại Android, và các bạn vào cái cửa hàng Apple Store đối với những bạn xài iPhone để các bạn tải về cái ứng dụng Google Meet này nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào đây và tải cái ứng dụng Google Meet này về. Và để tải ứng dụng Google Meet này về thì các bạn ở trên cái phần tìm kiếm này nè, các bạn sẽ gõ chữ là Google Meet tìm cho mình nha. Các bạn gõ đúng cái chữ này dùng cho mình nè, GG, và các bạn gõ chữ Meet này ra là được. Thì khi đó nó sẽ xuất hiện một cái ứng dụng ở đây nè, có chữ Google Meet nè. Hoặc là các bạn nhấn tìm kiếm, các bạn nhấn đi tìm kiếm thì nó sẽ xuất hiện ở đây là cái ứng dụng Google Meet này. Các bạn nên nhớ có chữ là Google LLC này mới đúng nha, phải có đúng cái chữ này mới đúng nha. Rồi các bạn sau đó các bạn nhấn vào phần là cài đặt nha. Bây giờ mình sẽ cài đặt ứng dụng này, rất là đơn giản để các bạn tải và cài đặt về cái ứng dụng này. Rồi sau khi mà nó tải xong thì nó sẽ có cái nút mở này, và các bạn sẽ chạm vào cái nút mở này để mở cái ứng dụng Google Meet này lên nha. Rồi sau khi mà các bạn vào đây xong thì nó sẽ yêu cầu các bạn là lựa chọn cái tài khoản Gmail. Ở đây là nó sử dụng tài khoản Gmail nha. Nó sẽ yêu cầu các bạn lựa chọn tài khoản Gmail để mà các bạn đăng nhập vào trong cái thằng Google Meet này. Thì các bạn sử dụng Gmail nào thì các bạn sẽ lựa chọn đó, cái tài khoản Gmail đó. Còn nếu như các bạn không có thì các bạn chạm vào chữ là thêm tài khoản nè. Còn nếu như mà bạn nào chưa biết cách tạo tài khoản Gmail thì ở phía cuối của video này có hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà các bạn tạo một cái tài khoản Gmail nha. Rồi bây giờ mình sẽ lựa chọn cái tài khoản Google này. Rồi xong sau đó nó sẽ yêu cầu các bạn là cho các bạn tiếp tục đến với cái Google Meet, thì các bạn chạm vào chữ là tiếp tục nha. Xong sau đó nó yêu cầu các bạn sử dụng cái camera thì các bạn cho phép nó nha. Thì các bạn cho phép nó trong khi dùng ứng dụng này. Rồi nó yêu cầu các bạn sử dụng âm thanh thì các bạn cho phép nó nha. Rồi sau khi mà các bạn đăng nhập vào cái tài khoản thành công thì ở đây nó sẽ có hai mục, đó là cuộc họp mới khi mà các bạn sẽ là người tự tạo ra cái cuộc họp này, và nếu mà các bạn là những người học sinh thì các bạn sẽ chạm vào cái phần đó là tham gia bằng mã nè, thì các bạn sẽ chạm vào đây. Sau khi chạm vào đây xong thì thầy cô sẽ cung cấp cho bạn những cái đoạn mã để các bạn nhập vào đây. Thì cái mã của nó sẽ có cái hình dạng giống như thế này đó, nó sẽ là dạng chữ giống như thế này. Và nó có cái chữ ở đây là có, thầy cô sẽ cung cấp cho bạn bằng cách là Zalo hoặc là Messenger. Thì các bạn chỉ việc nhấp vào cái mã đó và các bạn sẽ tham gia vào được trong cái cuộc họp ở trên Google Meet nha. Hoặc là có thể là gửi tin nhắn cho các bạn. Đó thì cái mã sẽ có thể là có cái dấu gạch ở đây, và các bạn sẽ không cần phải nhập cái dấu gạch này nha. Các bạn chỉ cần nhập chữ thôi. Các bạn lưu ý là các bạn chỉ cần nhập chữ thôi và không cần nhập cái dấu gạch ngang nhỏ xíu này. Rồi bây giờ mình sẽ nhập một cái mã ở một cái cuộc họp để cho mình tham gia vào cái cuộc họp ở trên Google Meet nha. Rồi sau khi mà mình nhập cái mã xong thì cái mã nó sẽ có dạng giống như thế này, và các bạn nhớ lưu ý là nhập đúng từng chữ một của cái mã của thầy cô cung cấp thì các bạn sẽ tham gia vào cái lớp học ở trên Google Meet được nha. Rồi xong sau đó các bạn sẽ chạm vào cái chữ là tham gia ở phía trên góc bên phải nè, các bạn nhập vào cái chữ này, nhập vào chữ tham gia. Rồi thì sau khi mà các bạn nhập vào đó xong thì các bạn sẽ chạm vào chữ đó là yêu cầu tham gia cho mình nha. Các bạn sẽ nhập vào chữ đó là yêu cầu tham gia nè. Rồi sau khi mà các bạn nhấn vào cái phần yêu cầu tham gia này thì thầy cô sẽ nhận được cái yêu cầu tham gia của các bạn, và khi mà họ đồng ý cái yêu cầu tham gia này thì các bạn sẽ tham gia được vào trong cái lớp học ở trên Google Meeting nha. Và cái cách này chỉ đối với những bạn mới vào tham gia vào cái lớp học lần đầu tiên thì mới cần sự phê duyệt thôi, còn nếu mà các bạn vào nhiều lần rồi thì sẽ không cần phải đợi sự phê duyệt nha. Ok, thì bây giờ là mình đã vào trong cái lớp học ở trên Google Meet rồi nè. Rồi sau khi mà các bạn đã tham gia vào cái lớp học ở trên Google Meet rồi thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số các cái cài đặt để mà các bạn sử dụng cái ứng dụng này được tốt hơn nha. Thì ở phía dưới này, ở phía dưới góc bên trái này, đây cái hình này là cái biểu tượng cái cam của các bạn, là cái camera của bạn. Khi mà các bạn nhấn vào đây, thì nó có dấu X này thì cái camera của bạn sẽ được tắt đi và sẽ được ẩn đi. Rồi các bạn chạm vào đây thêm một lần nữa thì cái camera của bạn sẽ xuất hiện và cô giáo sẽ thấy cái gương mặt của các bạn. Rồi khi mà các bạn muốn tắt cái mic của bạn thì các bạn sẽ nhấn vào đây.
Đó. Khi bạn muốn tắt mic thì bạn sẽ nhấn vào đây để các bạn sẽ không có nói chuyện nữa, thì thầy cô sẽ không nghe được cái âm thanh khi mà các bạn phát ra. Còn các bạn muốn nói chuyện thì các bạn sẽ chạm vào cái biểu tượng cái mic ở đây để các bạn nói chuyện. Rồi tiếp theo là cái một số các cài đặt ở cái nút ba chấm nhỏ ở đây, các bạn chạm vào nút ba chấm nhỏ này. Phần tin nhắn thì khi mà các bạn chạm vào đây để các bạn sẽ nhắn tin với lại thầy cô và bạn bè. Đó thì khi mà các bạn nhắn vào đây thì tất cả những cái người ở trong cái cuộc họp của cái lớp học của bạn sẽ nhìn thấy được cái tin nhắn này. Ví dụ như các bạn nhắn là em chào cô chẳng hạn. Đó. Rồi các bạn nhắn lên thì thầy cô và bạn bè sẽ nhìn thấy được cái dòng tin nhắn của các bạn. Có nghĩa là tất cả mọi người trong lớp học sẽ nhìn thấy. Rồi sau đó các bạn muốn thoát ra thì các bạn chỉ việc nhấn vào cái nút dấu X ở đây thôi. Rồi nhấn vào cái nút dấu X này. Xong sau đó là một cái cài đặt nữa ở cái nút ba chấm nhỏ này là cái nút là chia sẻ màn hình nè, các bạn nhấn vào đây để các bạn chia sẻ cái màn hình của bạn lên cho tất cả mọi người sẽ nhìn thấy cái bài làm của bạn hoặc là cái màn hình điện thoại của bạn thì mọi người sẽ thấy hết tất cả các hoạt động của bạn ở trên cái màn hình này nha. Rồi tiếp theo là một phần rất là quan trọng mà mình muốn chia sẻ cho các bạn, đó là cái phần loa ở phía trên góc bên phải nè, phần này rất là quan trọng, các bạn nhớ chú ý giùm cho mình nha. Thì các bạn nhấn vào đây thì ở cái phần nếu mà các bạn muốn nghe thầy cô nói một chuyện một cách rõ ràng thì các bạn sẽ chạm vào cái phần loa nè. Đó thì các bạn sẽ chạm vào phần loa này và các bạn sẽ không cần phải để vào lỗ tai của bạn để các bạn nghe thầy cô nói gì nha. Còn nếu như mà các bạn chọn cái phần âm thanh bằng cách là điện thoại ở đây nè thì khi đó là các bạn sẽ đưa cái điện thoại của bạn lên trên lỗ tai và các bạn sẽ nghe được giống như cuộc gọi điện thoại vậy đó. Còn nếu mà các bạn bị chọn vào cái phần là tắt âm thanh nè, các bạn lựa chọn vào đây thì khi đó là các bạn sẽ không nghe được thầy cô hoặc là bạn bè của các bạn nói bất kỳ một cái âm thanh gì hết thì nó sẽ bị tắt tiếng luôn. Thì các bạn nhớ lựa chọn một phần loa này để mà các bạn nghe cái âm thanh của thầy cô giảng cho nó rõ nha. Rồi rồi tiếp đến là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà các bạn đổi cái nền ở trên cái điện thoại của bạn nha. Cái nền là phía sau của bạn nè, thì các bạn sẽ chạm vào cái nút biểu tượng ở đây nè, cái biểu tượng mà cái phông mờ mờ ở đây ở phía góc bên dưới góc bên phải nè, các bạn chạm vào cái nút này thì các bạn đổi cái nền của bạn. Thì ở đây nó sẽ có một cái phần hình này để che mờ cái nền ở phía sau lưng của bạn, che mờ một chút xíu thì các bạn nhấn vào đây đó, các bạn sẽ thấy là cái nền của mình nó sẽ được làm mờ đi một chút xíu nè, đó nó được làm mờ đi một chút xíu. Và nếu mà các bạn muốn làm mờ hơn nữa thì các bạn sẽ nhấn vào cái biểu tượng ở kế bên đây để các bạn làm mờ cái hình nền này. Đó, các bạn nhấn vào biểu tượng ở đây để các bạn làm mờ cái thêm hơn nữa cái hình nền này. Đó, thì cái hình nền phía sau lưng mình nó đã được làm mờ hơn nữa rồi. Rồi tiếp theo là các bạn muốn đổi một cái hình bất kỳ ở phía sau lưng của bạn thì các bạn sẽ chạm vào đây, nút dấu cộng này để các bạn lựa chọn một cái hình nền ở trong cái bộ sưu tập điện thoại của bạn. Rồi, ví dụ như là mình muốn chọn cái hình này để mình làm cái hình nền phía sau thì mình sẽ chạm vào cái hình đó. Thì khi đó cái hình này nó sẽ là cái hình nền ở phía sau lưng của mình. Đó. Hoặc là các bạn sẽ lựa chọn một số các cái hình động ở đây. Ở đây là một số các cái hình động mà cái mẫu nó có sẵn cho các bạn lựa chọn. Thì tùy các bạn muốn lựa chọn cái hình nào thì các bạn chỉ việc nhấp vào cái hình đó thôi. Sau khi mà các bạn lựa chọn cái nền xong thì các bạn sẽ nhấn vào cái nút dấu X ở đây. Đó, có cái nút dấu X ở đây, các bạn nhấn vào cái nút dấu X này để các bạn thoát ra. Rồi khi đó các bạn đã có một cái hình nền ở phía sau lưng của các bạn rồi. Khi mà chạm vào đây các cái cài đặt này xong và các bạn muốn thoát khỏi cái cuộc học ở trên lớp Google Meeting này thì các bạn sẽ chạm vào cái nút màu đỏ đỏ ở đây để các bạn kết thúc cái cuộc học này. Kết thúc cái buổi học này các bạn chạm vào đây. Đó. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để mà các bạn đổi cái ảnh đại diện và các bạn đổi tên của các bạn ở trên cái thằng Google Meet này nha. Thì ở cái giao diện như thế này và các bạn muốn đổi cái tên của các bạn thì đổi ảnh đại diện của bạn thì các bạn sẽ chạm vào cái phần ảnh đại diện của bạn ở phía trên của bên phải nè, cái hình ở đây. Nếu các bạn chưa có hình thì các bạn chạm vào đây để các bạn đổi. Rồi cái hình đại diện của bạn và các bạn chạm vào cái phần đó là tài khoản Google giúp cho mình nha, các bạn chạm vào đây. Sau khi chạm vào đây xong thì các bạn sẽ chạm vào cái phần đó là biểu tượng cái ảnh đại diện của bạn nè. Nếu như mà các bạn chưa có ảnh đại diện thì các bạn cứ chạm vào đây để các bạn đổi nha. Và các bạn chọn là vào chữ là đặt ảnh hồ sơ nè. Sau khi chọn vào đây xong thì các bạn sẽ chạm vào chữ đó là
chụp ảnh nè, để các bạn chụp một tấm ảnh trực tiếp của các bạn nè. Hoặc là các bạn sẽ chạm vào chữ đó là chọn ảnh để các bạn chọn một cái ảnh làm cái ảnh đại diện ở trong cái bộ sưu tập ảnh của bạn nha. Thì các bạn chạm vào đây. Sau khi chạm vào đây xong thì các bạn chọn vào chữ là bộ sưu tập nha. Rồi đây là cái bộ sưu tập ảnh của bạn. Và các bạn sẽ lựa chọn một cái tấm ảnh bất kỳ làm cái ảnh đại diện của các bạn. Ví dụ như mình chọn cái tấm hình này. Rồi xong sau đó thì các bạn sẽ chạm vào chữ đó là các bạn di chuyển nó, mình kéo nó và di chuyển để lựa chọn cái bức ảnh phù hợp. Và các bạn chạm vào chữ đó là chấp nhận cho mình nha. Các bạn chạm vào chữ chấp nhận này nếu như mà các bạn đổi cái hình này. Rồi xong sau đó các bạn quay trở lại. Và các bạn vào cái phần này và các bạn chạm vào chữ đó là thông tin cá nhân để mà các bạn đổi cái tên của bạn ở trên Google Meeting nha. Rồi các bạn chạm vào đây và các bạn kéo xuống. Các bạn sẽ thấy ở đây là cái phần là tên nè. Đó, tên của bạn ở đây thì các bạn sẽ chạm vào cái phần tên này để các bạn đổi tên. Rồi sau đó thì các bạn sẽ chạm vào cái phần là họ để các bạn thêm vào cái phần họ của bạn nè. Rồi xong sau đó các bạn chạm vào cái chữ đó là tên để các bạn đổi tên của bạn ở trên cái thằng Google Meeting nè. Và sau khi mà các bạn lựa chọn đổi xong thì các bạn sẽ kéo xuống và chạm vào cái chữ đó là lưu ở phía dưới góc bên phải nè. Để các bạn lưu cái tên mới của các bạn ở trên Google Meeting nha. Ok, thì vừa rồi mình đã giới thiệu xong cho các bạn cái cách để mà các bạn có thể là tải cài đặt. Và cái cách để mà các bạn học sinh có thể sử dụng được cái ứng dụng Google Meet ở trên điện thoại nha. Nếu thấy cái video này của mình hay thì các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và xem thêm video khác để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác hay hơn. Bạn muốn mua phụ kiện công nghệ mà chưa biết tìm ở đâu? Truy cập ngay phần mô tả kênh bên dưới để nhận hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn.